Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của công ty cổ phần Dược phẩm Vinh Gia. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn đến một vấn đề mà người ta thường nói là quá nhạy cảm, nhưng mà không nói ra thì không cách nào chữa trị, đúng không quý vị? Chúng ta cần nói ra, chia sẻ với các chuyên gia chúng tôi thì chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị miễn phí thông qua số điện thoại 1900 1259 hoặc là 1900 545 4439. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là phòng ngừa bệnh trĩ tái phát sau phẫu thuật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón chuyên gia của chương trình, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào bác ạ. Vâng, xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Trước khi chúng ta cùng giao lưu với bác sĩ Sơn thì chúng tôi xin mời quý vị đến với phóng sự của chương trình. Tôi đang bị trĩ đầu ba. Tôi đang dự định phẫu thuật. Mà nghe nói phẫu thuật xong thì vẫn còn nguy cơ tái phát trở lại. Tôi rất là băn khoăn. Nếu được, hãy giúp tôi điều trị trĩ đầu ba, nhưng không cần phẫu thuật. Xin cảm ơn ạ. Tôi đã phẫu thuật cắt trĩ đầu ba được gần 2 tháng rồi. Tuy nhiên mà không hiểu vì sao dạo gần đây tôi lại thấy các hiện tượng như là táo bón, đi cầu ra máu, búi chỉ lại thập thò. Tôi rất là lo lắng, không biết là bệnh trĩ của tôi có bị tái phát hay không, và làm như thế nào để tránh bệnh trĩ tái phát sau khi phẫu thuật. Tôi bị trĩ cấp độ 3. Tôi đã phẫu thuật được gần 1 tháng nay rồi, nhưng mà tôi rất là lo lắng, là không biết, là sợ nó sẽ bị tái phát lại. Tôi đang rất là muốn tìm một cái sản phẩm nào đó mà có thể sử dụng mà để cho bệnh trĩ không bị tái phát nữa. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng giao lưu với người vừa mới xuất hiện trên màn hình, đó chính là bạn Tạ Hiểu Phong. Mời bạn. Xin chào anh MC Quyền Linh và xin chào bác sĩ. Xin chào quý vị khán giả. Cái nỗi lòng của bạn cũng là nỗi lòng của rất nhiều người, nhưng mà đôi khi người ta cũng ngại, không dám nói. Tôi nghĩ rằng đây là cũng là một cái căn bệnh bình thường thôi. Có đôi khi chẳng may mình mắc bệnh thì mình phải điều trị thôi, không có gì lo lắng cả. Hôm nay có bác sĩ Sơn, bạn cứ trao đổi thoải mái nha. Rồi, mời bạn. Dạ, thưa bác sĩ, em là Hiểu Phong, em là nhân viên văn phòng. Do tính chất công việc của em á, là ngồi nhiều, ít vận động, nên em đã bị trĩ độ 3. Thì cái bệnh nó ở mức độ nặng rồi, búi chỉ to đang chuyển sang chế độ 4. Nên khoảng 2 tháng trước em đã thực hiện ca phẫu thuật cắt chỉ. Thì em cứ nghĩ là cắt chỉ xong là khỏi hoàn toàn. Nhưng mà dạo gần đây, cái thời gian gần đây em thấy nó có các cái biểu hiện giống như là bị táo bón, đi cầu ra máu, và cái búi chỉ nó cứ thập thò. Em lo lắng là không biết bệnh trĩ của em có bị tái phát không á. Thì nếu quả thật như vậy thì em nên làm như thế nào ạ? Vậy thì sau khi phẫu thuật nó có khả năng tái phát lại hay không, và tại sao là như vậy? Dạ vâng. Sau phẫu thuật đó thì thưa anh Quyền Linh, là nó có khả năng tái phát nếu cái nguyên nhân mà nó gây ra cái búi trĩ đó đó nó vẫn còn tiếp tục. Tôi lấy ví dụ như là em Phong này nè, là em ngồi nhiều quá. Em cứ nghĩ là cắt là xong rồi, bây giờ tôi cứ không thay đổi cái cách mà làm việc của tôi. Thứ hai là tôi bị táo bón thường xuyên mà tôi cũng không giải quyết cái điều này nữa. Nên cái khả năng mà tái phát búi trĩ sau một cái phẫu thuật nó vẫn có khả năng xảy ra rất là nhiều, chứ không phải là ít. Vậy thì người bệnh có thể gặp phải những biến chứng sau phẫu thuật và những hệ lụy của nó nếu để tái phát bệnh trĩ sau phẫu thuật là gì, thưa bác sĩ? Sau khi cắt phẫu thuật một búi trĩ á, thì cũng có rất là nhiều cái biến chứng có khả năng xảy ra mà ảnh hưởng đến cái sinh hoạt cũng như là cái sức khỏe của người bệnh. Ví dụ như là sau khi chúng ta cắt xong thì cái búi trĩ, vì nó nằm ở hậu môn mà, ngày nào cũng ta cũng phải đi vệ sinh hết. Do đó nếu mà cái vùng đó mà chúng ta không có được hướng dẫn cũng như là một cái là điều trị sau phẫu thuật á, thì có thể nó sẽ gây chảy máu. Nếu chúng ta cứ để rỉ rả chảy máu như vậy thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể là thiếu máu. Cái thứ hai nữa là sau khi cắt xong thì thường cái vùng đó chúng ta sẽ bị đau. Nên các bạn thường là chúng ta ngồi hơi khó ha. Đau rát cũng có thể xảy ra trên trường hợp đó. Cái thứ ba nữa, vì là cái nơi mà cái hậu môn chúng ta nó đi ra là phân đi ra, nó có nhiều vi khuẩn trong đó, nên nếu mà cái vùng đó chúng ta không có một cái chăm sóc cho đúng mức á, thì nó sẽ bị viêm nhiễm ở vùng đó. Và khi viêm nhiễm vùng đó, nó cũng có thể xảy ra là nó loét vùng đó ra và nó sẽ làm cho hư cái hậu môn của chúng ta đi. Cái biến chứng chúng ta cũng có thể gặp là trong một số trường hợp khi cái búi trĩ của chúng ta nó hơi nặng quá, có thể là trong quá trình phẫu thuật nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ vòng của hậu môn. Thì anh Quyền Linh với lại bạn Phong biết là cái cơ vòng hậu môn nó sẽ co thắt, để khi chúng ta đi vệ sinh thì nó mở ra, còn khi chúng ta không đi vệ sinh thì nó sẽ co lại.
Thế bây giờ vì nguyên nhân mà sau phẫu thuật chúng ta có thể bị tổn thương cái cơ vòng đó thì nó có thể làm cho chúng ta bị gì? Đi tiêu không có theo ý muốn của mình. Đó là một phương cách. Cái kế nữa là trong trường hợp mà chúng ta bị viêm nhiễm ở vùng hậu môn này lâu mà chúng ta không đi điều trị nhanh sau phẫu thuật thì có thể nó sẽ làm cho chúng ta thành cái sẹo, và cái sẹo như vậy nó sẽ làm hẹp cái hậu môn lại. Và sau khi bị hẹp cái hậu môn như vậy thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái đi vệ sinh của chúng ta. Đó là những cái ảnh hưởng của cái phẫu thuật. Còn cái mà nó sẽ có khả năng bị lại đó là tái phát lại cái buồng trĩ nếu chúng ta không được chăm sóc kỹ sau khi chúng ta phẫu thuật. Thưa bác sĩ Sơn, vậy thì bệnh trĩ được phân loại như thế nào? Và những người bị bệnh trĩ thì cần như thế nào mới phải đi phẫu thuật? Và những phương pháp nào phẫu thuật an toàn nhất? Thật ra thì trĩ nó có 3 loại trĩ mà người ta phân ra theo y học á, là một là trĩ nội, hai là trĩ ngoại, và cái thứ ba người ta gọi là trĩ hỗn hợp, nghĩa là vừa trĩ nội vừa trĩ ngoại. Nếu mà cái trĩ nó xuất phát từ trong phía trong mà nó lồi ra ngoài thì người ta gọi là trĩ nội. Còn nếu cái trĩ mà nó xuất phát từ ở ngay cái vía của hậu môn á thì chúng ta đó là trĩ ngoại. Còn có những trường hợp nó vừa nội vừa ngoại luôn, có nghĩa là vừa trong vừa ngoài luôn, thì người ta gọi đó là trĩ hỗn hợp. Thì khi bị mà gọi là trĩ á, thì thật sự ra bản thân của người bệnh không có biết được là mình là bị trĩ nào đâu, mà phải do người thầy thuốc khám và phát hiện ra. Cái thứ hai nữa là khi bị trĩ thì mọi người sẽ có một cái mức độ trĩ khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là trĩ sẽ chia làm 4 mức độ. Mức độ đầu tiên là mình chỉ cảm thấy là hình như tôi cảm thấy là mỗi lần đi tiêu nó hơi đau đau, nó hơi khó chịu, rát rát một chút xíu, và đi tiêu ra phân có thể có một tí máu sau khi phân đi ra. Nhưng mà đến khi nó bước qua cái độ 2 của trĩ ấy, thì nó sẽ làm cho buồng trĩ sẽ to lên. Và khi buồng trĩ to lên nó sẽ thòng xuống. Khi chúng ta đi vệ sinh thì đi tiêu thì cái buồng trĩ nó sẽ chạy xuống dưới, và nếu chúng ta rửa chúng ta sẽ thấy có buồng trĩ. Nhưng sau khi chúng ta đi xong thì tự động nó sẽ chui lên. Và cái trĩ độ 3 là gì? Là cái buồng trĩ nó đã thòng nhiều hơn nữa rồi, và nó không còn khả năng để co lên trên được nữa. Nên khi chúng ta đi vệ sinh thì nó thòng xuống, và chúng ta không thể, nó không tự động nó chui lên, mà chúng ta phải đẩy nó lên. Và cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn mà buồng trĩ đẩy nó cũng không lên được nữa, và chỉ cần chúng ta làm một số động tác thôi, hắt hơi hoặc ngồi nhiều là nó cứ lòi cái buồng trĩ ra. Và khi nó lòi ra như vậy thì nó sẽ làm cho buồng trĩ sẽ bị ma sát ở ngoài đó. Vì chúng ta mặc quần áo hoặc là gì thì nó sẽ làm cho có thể bị trầy xước và có thể bị viêm nhiễm tại đó. Thì khi mà để phẫu thuật á, thì thường trong điều trị của trĩ không phải tất cả đều đi phẫu thuật hết. Nên có nhiều bạn đến bảo là bây giờ tôi bị trĩ thôi bác sĩ cắt đi cho nó hết luôn đi. Thì nó sẽ không hết luôn. Mà buồng trĩ thì khi bị trĩ thì người ta sẽ phân ra thường ở trĩ độ 1, độ 2 hoặc là độ 3 ở giai đoạn đầu. Người ta vẫn có thể điều trị bằng nội khoa. Nghĩa là chúng ta có thể dùng một số loại thuốc để nó làm cho cái thành mạch của buồng trĩ nó mềm lại và nó dài dẻo dai lại. Kết hợp một số cái động tác để chúng ta nó sẽ kéo cái buồng trĩ lên. Cái thứ hai nữa là khi mà buồng trĩ nó quá lớn và nó có nhiều biến chứng rồi, hoặc là nó không thể kéo lên được nữa, ví dụ từ độ 3 mà ở giai đoạn nặng và từ độ đến độ 4 thì lúc đó mới có cái chỉ định để phẫu thuật. Thì trong phẫu thuật nó có nhiều cái phương pháp để phẫu thuật lắm. Người ta sẽ có là cái thắt vòng, hoặc là người ta sẽ dùng laser để người ta làm cho cái buồng trĩ nó bị teo đi. Đó, còn cái kế nữa là có một cái nữa là người ta sẽ cắt cái buồng trĩ đó đi. Thì hiện nay các bạn hay nghe có những phương pháp lông gô chẳng hạn, thì đó là một trong những phương pháp phẫu thuật để cắt buồng trĩ. Thì sau khi cắt buồng trĩ xong rồi đó thì chúng ta vẫn tiếp tục phải điều trị nội khoa và điều trị những cái nguyên nhân gây ra cái buồng trĩ đó. Cảm ơn bác Sơn. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Trời đất ơi, con gái kìa. Cái gì vậy bà? Riết nó coi tôi cũng ra gì luôn trời. Ôi bị bà dữ. Mẹ cái là bị bà cái mặt giống cậu á. Trời đất ơi, con nhỏ này nó riết là chọc ghẹo tới tôi luôn hả? Sao vậy? Con gái cười gì nhỏ nhỏ thôi. Để con tắt. Con tắt lại đó. Có mắc cười á thì người ta cũng cười. Vậy là đủ rồi. Hô hô à, há định đi ngoài cửa vô là nghe hết trơn à. Dạ đất ơi, con cười vậy mà cậu la con gì? Coi phim mài mà sao phải cho cười chứ, cậu thử đi. Cậu đưa cô coi phim mài đi. Trời ơi, cô cười là 4 ngã 4 người ta còn nghe luôn á. Đây con nhỏ này bữa nay gan á. Vậy để cậu nói nha, nói là con là nói là cô là cười 4 ngã 4 còn nghe nha. Để nói đúng nha. Rồi, cậu nói con đi rồi con sẽ nói lại với cô ha. Cậu đi chơi sao nha.
cậu con chưa mấy mà mắc mới gì cậu da rồi. Trời ơi, không lẽ cậu sợ cô vậy luôn hả? Con nói chơi thôi, con hứa con có mát đau đừng được. Tào lao, chẳng qua là tại vì người ta bị bệnh cô ơi. À, bị bệnh. cậu tránh ra. Làm ơn, tránh ra con. Mình bị những cái bệnh đồ đó là mình phải tránh ra, không lây nhiễm với người khác nha. Bệnh đồ đó là bệnh gì? Ai biết cậu nói cậu bị bệnh đó. Bị chỉ mà truyền nhiễm gì? Hả? Cái bệnh ta khó nói mà bắt người ta nói. Bệnh gì? Bệnh chỉ bà ơi. Ủa? Con nhớ đợt bệnh chỉ là cậu đi cắt chỉ rồi mà. 6 tháng trước là đi cắt chỉ con còn nuôi bệnh nữa mà nói gì vậy? Thì bởi vậy, không biết là tại sao đó, mấy bữa trước rồi cậu đi cầu ra máu nè, rồi bị táo bón. Rồi không biết có phải là cái búi dư đó nó tái phát lại không? Bởi vì không biết cái bệnh chỉ này nó có tái phát không, khổ đời ghê. Ủa? Ê, nhưng mà con có biết là cái bệnh chỉ á, nó có bị tái phát sau phẫu thuật không? Ủa con ô xin chứ không phải bác sĩ đâu. Cậu hỏi con với mẹ vẻ mặt nghiêm túc quá vậy. Muốn biết để con đi tìm hiểu. Con đi thu thập thông tin rồi về con báo cho cậu biết. Vậy nha. Thôi, để tôi tự đi được rồi. Thiệt. Thưa bác sĩ hãy cho tôi biết ngay bây giờ thì tôi làm như thế nào để tránh cái trường hợp mà tái phát bệnh sau khi phẫu thuật. Cái tình huống của Phong á là bị trĩ là do ngồi lâu và táo bón và ít vận động. Thì sau khi phẫu thuật xong rồi á thì ngoài cái chăm sóc của búi trĩ xong rồi, hiện nay là không có bị gì nữa hết phải không? Nhưng bắt đầu là có tái phát lại búi trĩ. Thì cái quan trọng nhất của một cái phẫu thuật là sau khi phẫu thuật xong thì chúng ta phải được theo dõi và chúng ta sẽ phải giải quyết những cái nguyên nhân của cái búi trĩ gây nên. Thì Phong chịu khó là tập thể dục. Tập thể dục rất là tốt. Thứ nhất, khi chúng ta hít thở thì chúng ta sẽ làm cho cái máu huyết chúng ta lưu thông tốt nên nó sẽ không bị ứ động lại. Cái thứ hai nữa là Phong phải tránh được cái táo bón. Nếu hiện nay em thường xuyên bị táo bón thì em phải giải quyết bằng cách là thay đổi lại một cái chế độ ăn của mình, bổ sung đủ rau củ quả, cộng thêm là chúng ta uống nước nhiều và chúng ta đặc biệt là chúng ta tập một thói quen, chúng ta đi vệ sinh đúng giờ. Cái thứ hai nữa là trong giờ làm việc thì em phải có một cái vận động đi, khoảng một tiếng đồng hồ em ngồi em đi tới đi lui hoặc là em cử động. Và tôi chỉ thêm một động tác nữa là sẽ chỉ cho em là em sẽ ngồi trong lúc ngồi hoặc em đi hoặc em ngồi coi tivi bất kỳ lúc nào em cũng có thể bằng cách là cứ nín cái hậu môn lại, mình hít vào xong mình bắt đầu mình thả ra từ từ, mình lại hít vào mình thả ra từ từ, như vậy thì nó sẽ làm cho cái búi trĩ của chúng ta nó sẽ được kết hợp là tập luyện luôn và như vậy nó sẽ co nhỏ lại dần. Bên cạnh đó thì em sẽ dùng một số loại thuốc mà nó có tác dụng là làm bền cái thành mạch lại. Thì em có thể sử dụng sản phẩm An Trĩ Vương để cho chúng ta là phòng ngừa cho cái trĩ, cũng giống như là tránh cái tái phát sau khi chúng ta bị phẫu thuật. Thưa bác sĩ có thể cho tôi biết về công dụng và thành phần của sản phẩm An Trĩ Vương và cách sử dụng như thế nào để cho có hiệu quả? Cái sản phẩm An Trĩ Vương nó là một cái sản phẩm được tạo ra từ những cái dược thảo mà đa số là những dược thảo có trong nước. Tôi lấy ví dụ như trong đó có là rau dấp cá nè. Cái mà chúng ta hay ăn với rau sống thường ngày đó là một. Cái thứ hai nữa là có một cái sản phẩm đó là hoa hòe. Và thứ ba nữa là cái nghệ, curcumin từ cái chiết xuất từ nghệ. Và cái thứ tư là cái đương quy. Thì trong cái sản phẩm này nó có hai cái nhóm dược liệu mà người ta gọi đó là nó có cái tính mát. Và đó là cái hoa hòe và cái rau dấp cá. Thì hai sản phẩm này nó có một đặc điểm là thứ nhất là nó có tác dụng là làm bền thành mạch. Thì đó là một trong những cái tác dụng có thể ngăn ngừa được búi trĩ hoặc là trong quá trình điều trị búi trĩ. Thứ hai nữa là trong cái hai cái loại này thì nó có một cái hoạt chất mà người ta gọi nó có tác dụng kháng viêm và kháng vi khuẩn. Nên ít nhiều nó sẽ làm cho chúng ta không bị viêm nhiễm. Khi nó giảm viêm như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta là giảm đi cái triệu chứng đau của mình. Rồi bên cạnh đó thì nó có một cái dược thảo đó là đương quy. Đương quy thì có tác dụng là bổ máu huyết và nó có làm cho máu lưu thông tốt hơn. Thì em biết rồi là cái búi trĩ là cái tình trạng mà cái mạch máu nó bị giãn ra. Và khi giãn ra như vậy thì máu trong này nó sẽ lưu thông kém đi. Do đó nếu mà khi sử dụng như vậy nó sẽ làm cho máu ở trong này lưu thông tốt hơn và nó sẽ làm cho búi trĩ sẽ giảm đi. Rồi bên cạnh đó thì nó gia với lại cái curcumin, có nghĩa là từ cái nghệ. Thì curcumin ngoài tác dụng kháng viêm ra thì nó có tác dụng lợi mật. Nó sẽ kích thích cho cái tiêu hóa của cơ thể chúng ta. Và như vậy thì nó có tác dụng là nó làm cho cái tiêu hóa của chúng ta tốt hơn. Thì nó góp phần cho cái là gì? Cái thông thương của đường tiêu hóa, có nghĩa là chúng ta không bị táo bón.
thì cũng tránh cho chúng ta được cái tình trạng là tái phát lại cái cơn trĩ. Thì cái anh Trĩ Vương tóm lại có bốn cái loại dược thảo chủ chốt là có tác dụng là theo ông đông y là thanh nhiệt giải độc và có tác dụng làm bền thành mạch, nên nó sẽ có tác dụng rất là tốt đối với bệnh nhân có búi trĩ rồi đang điều trị hoặc là sau khi điều trị xong. Ví dụ có thể là sau khi chúng ta phẫu thuật xong chúng ta vẫn có thể dùng để chúng ta phòng ngừa cái sự tái phát. Và bên cạnh đó thì giống như Phong là bị cái tình trạng là hay táo bón á, thì sẽ làm cho Phong là sẽ kích thích cái đường tiêu hóa, sẽ làm cho chúng ta giảm đi cái táo bón, là sẽ làm hạn chế được cái tái phát lại cái búi trĩ của mình. Cảm ơn bác sĩ Sơn. Mời quý vị đến với tiểu phẩm của chương trình. An Trị Vương hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trị Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trị Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab Hybro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Trị Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trị Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Con à, con làm gì mà con than ngắn thở dài mà đổi thế ngồi liên tục vậy? Hả, sao vậy? Có gì đâu. À, biết rồi. Dạ. Sao vậy, bộ bị vợ la hay sao mà? Đâu có đâu. Cái gì vậy trời? Hả, vợ con đi công tác, quên mẹ quên nữa, chắc nhớ vợ phải không? Để không kêu... có, đi công tác rồi, đâu có gì đâu, nhớ mới đi mà. Mà sao vậy, cái gì mà... ngồi con ngồi yên chỗ con làm gì có thay đổi thế ngồi liên tục vậy? Mày đừng có kêu vợ con về, kêu về là nó la con chết. Chủ gì mày la, nói mày nghe coi. Tái phát. Cái gì mà tái phát? Con không nói sao mày biết? Chỉ. Ủa, mày nhớ con mổ rồi mà sao bây giờ bị lại hả? Bởi vậy, hình như là nó tái phát mà giai đoạn 2 rồi mẹ. Con nghĩ là phải mổ nữa, khổ ghê vậy. Sao vậy con, sao vậy chứ? Ba con nè, mẹ nhớ ba con cũng bị vậy ha, rồi ba con mổ rồi. Mổ xong cái ba con xài cái thuốc gì đó, xài cái sản phẩm gì mà ông muốn một ngày 9 viên đó. Ừ. Ông uống trong vòng mấy tháng gì cái mẹ thấy nó đỡ nhiều lắm. Bây giờ ba con không cần uống gì, 4 viên thôi mà trị gì thì đừng có cho bị táo bón thôi đó. Để mẹ vô mày lấy cho con coi. Ủa, có sẵn gì luôn hả? Ba con để lại hả? Đây nè, ba để nè. Ồ. Xài cái này tốt lắm á. Ủa nhưng mà cái sản phẩm này có an toàn không? Quan trọng là có được kiểm chứng chưa mẹ? Cái đó thì mẹ không biết, nhưng mà mẹ thấy ba con xài rất là hiệu quả. Thưa bác sĩ Sơn, trường hợp vừa rồi có nhắc đến là An Trị Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ. Vậy thì bác sĩ cho chúng tôi biết được là sản phẩm An Trị Vương có an toàn hay không? Và được kiểm chứng hiệu quả chưa? Thật ra thì cái An Trị Vương nó được kết hợp bởi những cái dược liệu. Ví dụ như đậu dấp cá nè, hoa hòe, curcumin chiết xuất từ nghệ và đương quy. Thì với cái cấu trúc của An Trị Vương thì theo tôi thì đó là một cái cấu trúc an toàn về cái sử dụng. Và nếu mà chúng ta sử dụng đúng liều lượng và theo chỉ dẫn của thầy thuốc á, thì nó sẽ có một cái độ an toàn và nó sẽ giúp cho chúng ta có cái hiệu quả trong điều trị bệnh. Vì sao? Vì trong An Trị Vương thứ nhất là những cái hoạt chất trong đó có tác dụng là làm bền thành mạch. Cái rutin trong hoa hòe ngoài cái tác dụng làm bền thành mạch ra còn có tác dụng làm giảm đi cái cholesterol trong máu nữa đó. Đó là một cái rất là có lợi cho cơ thể. Thế thì cái đây là một cái dược thảo mà chúng ta có thể sử dụng tốt. Thứ nhất là cho những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là chúng ta đã sắp sửa bị trĩ thì chúng ta nên dùng. Và cái thứ hai nữa là trong quá trình chúng ta đang điều trị trĩ chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Và cái thứ ba là sau khi phẫu thuật, ví dụ như em Phong ở đây thì vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta phải loại bỏ những cái nguyên nhân mà gây ra trĩ cho chúng ta.
Còn riêng đối với cái tác dụng phụ thì hiện nay thì đối với tôi khi sử dụng thì tôi chưa thấy cái tác dụng phụ nào đối với bệnh nhân. Cái An Trĩ Vương này là một trong những sản phẩm mà đã được cái Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương ở Hà Nội đã là có một cái số công trình nghiên cứu cho thấy là có tác dụng an toàn khi sử dụng lâu dài. Vậy thưa bác sĩ, với trường hợp của vợ tôi đang mang thai ở tháng thứ 8 và bị trĩ ở độ 2 thì không biết có sử dụng được cái sản phẩm An Trĩ Vương không? Mà nếu mà sử dụng được á, thì sử dụng như thế nào để cho nó có hiệu quả? Vâng, tất cả những sản phẩm thuốc từ Đông qua Tây nó đều được sử dụng và có một cái chống cái chỉ định hoặc là chống chỉ định. Tuy nhiên, cái đó thì tôi nói trước là nếu vợ bạn không có một cái bệnh lý gì khác, chỉ có thai không mà bị trĩ, thì nguyên nhân mà bị trĩ ở của vợ em á, là do là cái thai nó lớn quá, nó đè vào. Nếu mà cái trĩ này nó không có nặng nề lắm thì đôi khi sau khi sanh xong thì tự động những cái hiện tượng trĩ sẽ biến mất dần đi. Còn nếu mà chảy máu chẳng hạn, hoặc là sau đó nó sẽ là cho không có co lên được, thì chúng ta có thể sử dụng cái An Trĩ Vương, vì nghiên cứu cho thấy là An Trĩ Vương có thể sử dụng trên phụ nữ có thai. Tuy nhiên tôi xin cảnh báo một tí xíu là tất cả các sản phẩm từ Tây qua Đông khi chúng ta sử dụng nên có cái sự góp ý của thầy thuốc, thì đó như vậy nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta. Cảm ơn bác sĩ Sơn. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với câu hỏi từ khán giả truyền hình gửi về. Xin chào bác sĩ Sơn ạ. Tôi bị trĩ độ 3 và có nguy cơ phải phẫu thuật. Tuy nhiên, tôi không muốn phẫu thuật vì nghe nói phẫu thuật vẫn có nguy cơ bị tái phát. Bây giờ có cách nào giúp tôi chữa khỏi bệnh trĩ mà không cần phải phẫu thuật không ạ? Thu Hường đến từ Cần Thơ. Vâng, chào chị Thu Hường. Thật ra thì cái trĩ độ 3 theo như tôi đã có giới thiệu thì chúng ta có thể điều trị bằng nội khoa, chưa cần phải điều trị bằng ngoại khoa. Thế thì khi điều trị bằng nội khoa thì đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng một số loại thuốc mà có tác dụng làm bền thành mạch. Như vậy nó sẽ co lại cái búi trĩ cho chúng ta. Thì thuốc Tây y chúng ta cũng có và thuốc Đông y chúng ta cũng có. Tôi lấy ví dụ tất cả những cái thuốc mà chúng ta sử dụng đều, ví dụ như An Trĩ Vương chẳng hạn, sẽ có tác dụng là làm bền thành mạch, co hồi lại cái búi trĩ và có tác dụng kháng viêm. Ngoài ra thì chị sẽ cố gắng để xem cái nguyên nhân mà gây ra cái búi trĩ của chị là gì. Tôi lấy ví dụ như vừa rồi tôi có hướng dẫn, nếu táo bón chúng ta phải tránh làm sao chúng ta không bị táo bón. Nếu chúng ta ít vận động, chúng ta tránh làm sao không ít vận động. Bên cạnh đó thì chị nên có một cái chế độ tập cho đúng. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta từ nãy tôi có hướng dẫn là tập cái gọi là thể dục cho cái hậu môn. Như vậy nó sẽ giúp cho búi trĩ của chúng ta co hồi tốt hơn. Và cái búi trĩ của chị, tôi hy vọng là với cái độ 3 của chị, nếu chị điều trị đều đặn thuốc và chị tập luyện tốt, cũng như chị giải quyết những cái triệu chứng ví dụ như táo bón hoặc là ít vận động vân vân, thì nó sẽ nhanh chóng phục hồi cái búi trĩ của chị. Xin chào bác sĩ, tôi đã phẫu thuật trĩ cách đây 2 tháng. Tôi nghe nói phẫu thuật xong thì có nguy cơ bị tái phát. Vậy bây giờ tôi nên làm gì để không bị tái phát trĩ ạ? Hùng Cường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chào anh Cường. Thì sau khi phẫu thuật xong của búi trĩ thì chúng ta phải có một chế độ gọi là chế độ theo dõi và phòng ngừa sau phẫu thuật để tránh cái tái phát búi trĩ. Do đó thì tôi nghĩ là một là bạn nên có một cái chế độ cải thiện lại những cái nguyên nhân gây ra búi trĩ mà thầy thuốc đã giải thích cho bạn. Tôi lấy ví dụ như táo bón nè ha, bạn hay bị thỉnh thoảng bạn hay bị là gì, hút thuốc lá nhiều làm cho cái thành mạch của mình không tốt này ha, hoặc là bạn uống bia uống rượu nhiều quá, thì những cái này bạn nên ngăn ngừa lại. Cái thứ hai nữa, bạn nên có một chế độ tập thể dục đều đặn. Và cái thứ ba là tôi nên khuyến cáo là bạn nên có một chế độ tập thể dục riêng cho cái hậu môn, gọi là thể dục cho hậu môn. Và bên cạnh đó bạn có thể dùng những cái sản phẩm để làm cho cái bền thành mạch lại. Thì một trong những cái mà xin giới thiệu với bạn là hiện nay chúng ta có cái An Trĩ Vương là một cái sản phẩm từ Đông Dược mà đã được cái Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương ở Hà Nội đã nghiên cứu và có cái tác dụng tốt đối với cái người bị bệnh trĩ. An Trĩ Vương, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. An Trĩ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An
An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab Hybro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin mời quý vị đến với câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: bệnh trĩ tái phát sau phẫu thuật thường có diễn biến phức tạp hơn bệnh lần đầu. Tuy nhiên vẫn có thể phòng tránh bệnh trĩ tái phát nếu dùng các sản phẩm chứa diếp cá, đường quy, rutin, nghệ dạng Meriva đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia sẽ cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0981471XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Sơn đã chia sẻ với chúng tôi những cái kinh nghiệm để có thể những người chẳng may bị mắc bệnh trĩ và có thể có nguy cơ mắc bệnh trĩ sẽ có những cái kinh nghiệm để đề phòng nhiều hơn. Hôm nay thì tôi nghĩ rằng bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm, mong rằng cái bệnh chúng ta sẽ không còn tái phát nữa ha. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng An Trị Vương, xua tan nỗi lo bệnh trĩ và táo bón của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau. Xin chào. Sau khi tham gia chương trình và nhận được những lời tư vấn của bác sĩ, anh Phong đã tìm được phương pháp giúp anh khắc phục bệnh trĩ tái phát sau phẫu thuật. Xin chào anh, sau một thời gian tham gia chương trình cũng như là đã sử dụng cái sản phẩm mà bác sĩ khuyên thì anh có cảm nhận như thế nào về cái sản phẩm này? Từ hồi tôi sử dụng sản phẩm An Chị Vương đến nay, kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập khoa học theo lời bác sĩ khuyên thì tôi cảm thấy là các cái dấu hiệu giống như táo bón, đi cầu ra máu và cái búi trĩ nó co lên, các dấu hiệu về bệnh trĩ nó đã hết hẳn. Vâng, vậy thì anh đã sử dụng sản phẩm này như thế nào để mà đạt được cái hiệu quả tốt nhất? Trước đây tôi sử dụng 9 viên một ngày thì sau khoảng 3 tuần tôi cảm thấy nó đã đỡ hẳn. Thì hiện tại bây giờ thì tôi chỉ sử dụng 6 viên một ngày để tránh trường hợp bị táo bón. Tôi cảm ơn chương trình và bác sĩ đã tư vấn cho tôi một sản phẩm tốt như vậy. Sử dụng một sản phẩm uy tín hiệu quả đã được kiểm chứng trên lâm sàng, kết hợp với một chế độ dinh dưỡng luyện tập khoa học là cách để người bệnh phòng ngừa bệnh trĩ tái phát sau phẫu thuật.